Như tiêu đề video, đây là một con máy ảnh của Leica mà có khả năng nghe gọi như điện thoại Xiaomi. Bởi vì như các bạn đã nhìn thấy cách tôi cầm, đây là một sản phẩm điện thoại mà hướng hoàn toàn đến việc chụp ảnh. Và hôm nay mình sẽ nói nhiều hơn, tập trung chủ yếu về cái camera của nó. Vì trong video của cái bài mở hộp sản phẩm sách tay ấy, thì mình đã nói rồi, gần như nó đạt đến cái ngưỡng mà Xiaomi không thể phát triển gì thêm nữa. Tại sao thì mình sẽ giải thích trong video trên tay ngày hôm nay. Sau một thời gian mình sử dụng thì thứ nhất, cái món phụ kiện mà là bộ chụp ảnh này gần như là một trong những món phụ kiện tuyệt vời nhất mà nhiều năm gần đây các hãng mà khi bán ra flagship làm. Tại vì nó đem lại cái cảm hứng cho mình chụp ảnh khi mà chúng ta chụp như này rất là sướng. Các bạn sẽ có một cái dây đeo để mắm vào và từ đấy mình có thể chụp những cái kiểu như thế này theo chiều dọc một cách sướng hơn. Bởi vì phần lớn điện thoại bây giờ ngày càng to, chúng ta cầm dọc để mà chụp thì mọi người phải giữ chắc tay, nhưng cái này các bạn chỉ cần một tay là các bạn đã chụp được rồi. Tuy nhiên cái báng chụp máy ảnh này cũng có những cái điểm tồn tại mà mình nhận thấy là không thực sự thoải mái khi chụp bằng một tay. Nếu như các bạn cầm như thế này thì gần như luôn luôn cảm giác là nó sẽ bị trượt xuống. Đấy. Trong khi nếu mà cầm như thế này thì cái ngón tay út các bạn phải chịu nhiều lực hơn. Do là cái báng chụp của Xiaomi khi làm thì làm cái khu vực này quá ngắn. Nếu như so với một chiếc máy ảnh, bao giờ thì cái phần grip chúng ta cầm vào nó sẽ ôm vào trong. Bởi vậy nên các bạn cầm bằng một tay các bạn chụp là không thành vấn đề. Nhưng riêng với cái này thì nó quá ngắn để làm điều đấy. Nên thành ra là phần lớn mình vẫn phải chụp bằng hai tay. Và một tay chỉ để mà chụp dọc mà thôi. Và quay video như thế này theo chiều ngang thời gian dài thì cũng vậy, ra mồ hôi tay là cái này rất dễ bị trơn. Nhưng cái quan trọng là những cái tính năng ở trên nút trên này của con Mi 14 Ultra khi mà mình chụp, bao gồm là chúng ta có chụp này, có lấy nét ngắn và chúng ta có thể ấm một lần nữa để chụp, có quay video và nó sẽ có công tắc zoom. Một cái tính năng thứ hai là các bạn có thể thiết lập cho cái phần răng cưa này, ví dụ như là mình đang để là chỉnh khẩu độ, chúng ta có thể chỉnh các khẩu độ từ f4.0 cho chúng ta là f1.63 đây. Thì đây là một trong những cái tính năng giúp cho mình có thể chủ động sử dụng khẩu độ sao cho nó phù hợp. Và tất nhiên mọi người cũng có thể tùy chỉnh nó như là thành tăng giảm FV hay cái gì đó đều được. Đây là những cái chức năng hay ho của cái báng cầm. Và đây mọi người sẽ nhận ra là ở bên dưới nó sẽ có một cái gạt, thì các bạn gạt sang cái màu đỏ thì nó sẽ giúp cho cái báng này nó không bị tuột ra, để nó có thể giữ trên tay chắc hơn. Và khi bạn gạt sang bên này, chúng ta sẽ thể tháo ra một cách dễ dàng. Không chỉ lắp được cho điện thoại của Xiaomi mà kể cả là khi các bạn có đang đeo Pikachu lắp vào iPhone thì cũng là vừa khít lỗ đít luôn. Áo ma Canada thật. Đây, đây là món phụ kiện giúp chúng ta có thể lắp ở với rất nhiều hãng, không chỉ của Xiaomi mà các hãng khác cũng có thể lắp vào như thế này. Tuy nhiên, đối với con Mi 14 Ultra ấy, không chỉ liên quan đến phần cứng chụp hình mà chúng ta cần phải nói về cả phần mềm. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là năm nay chúng ta sẽ có thêm chỉnh sửa bằng AI, con này đã mở rộng rất nhiều cái. Một là xóa vật thể bằng AI cũng hoạt động giống kiểu của Samsung. Không hiểu sao trong rất nhiều trường hợp cái chế độ xóa Pro này đến đúng 99% nó sẽ dừng, nó không xóa nữa. Em hiểu kiểu gì? Ban đầu mình còn tưởng là do dùng sim 4G, nhưng kể cả kết nối wifi thì nó vẫn cứ bị dừng ở đây, không thể tạo thử lại, báo thất bại rồi. Và hai là mở rộng ảnh ra cũng giống như kiểu là của Photoshop làm, thì mọi thứ này đều cần phải có kết nối là bằng internet. Hay là thứ ba, các bạn thấy là nó sẽ có khả năng như là chèn watermark lên ảnh này để tránh mà đứa khác sao chép ảnh của mình, rồi mọi người có thể chỉnh sửa bầu trời. Như đây chính là cái tấm hình mà mình chụp con Ferrari này, là chính là cái phương tiện hiện tại mình đang đi lại chủ yếu bên Dubai. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tấm mà mặt trời chuyển sang là màu tím như kiểu mặt trời lặn này là hoàn toàn chỉ bằng AI, bằng cái công cụ ở trên máy, vậy mà đưa lên mạng mọi người cũng gần như không phát hiện ra được. Và đây chính là những cái chỉnh sửa hình ảnh của nó rất đầy đủ công cụ. Thậm chí là các bạn biết là nó có thể chỉnh sửa cả body. Ví dụ như là bình thường các chị em thì chụp thì sẽ là bóp eo cho nó nhỏ lại, bóp vai tay cho nó nhỏ lại, thì khi mà mình chụp mình lại làm cho tay eo của mình lại to ra, cho người nó béo béo một tí. Thì tất cả những công cụ các bạn chỉnh sửa ảnh ấy, các bạn chỉ cần dùng album photo ở trên máy đã có quá nhiều rồi. Và đây chính là cái điểm mạnh của con Mi 14 Ultra, là khả năng chỉnh sửa hình ảnh của nó sau khi chụp xong quá là tuyệt vời. Rồi, bây giờ thì nói về cái giá bán là một trong những câu chuyện mà mình thấy nhiều anh em tranh cãi, cứ kêu bảo là con này giá cao ba mươi mấy củ, nhưng mà thực chất là những con này sau khi trừ quà nó chỉ tầm ở phân khúc 27 triệu đồng mà thôi. Và hiện tại thì các bạn thể check giá tại website 7F, thì từ nay cho đến ngày 31 tháng 5 các bạn sẽ giảm thẳng là 4 triệu, hỗ trợ giảm thêm đối với những bạn là S member, đồng thời là lựa chọn là góp 0%. Ngoài ra các bạn nhận thêm gói bảo hành premium. Và lưu ý là cái này nó chỉ có thời gian có hạn, anh em phải vào link bên dưới để mà order, bởi vì cái suất mà tặng cái grip cầm báng máy ảnh này hình như là hết mất rồi. Còn bây giờ mình bắt đầu chuyển sang nói về chất lượng ảnh. Thì đây là một chiếc điện thoại mà thực sự là nói về chụp ảnh thì nó quá là tuyệt vời. Với cảm biến 1 inch thì các bạn sẽ thấy rằng là khả năng chụp của nó nhá, từ chi tiết này rất là tốt. Chi tiết khi các bạn zoom lại nó vừa đủ nhìn thấy những cái biển hiệu, các cái dòng chữ biển số xe, nhưng không có bị là gai gai bởi vì nó không dùng thuật toán để đẩy lên một cách gây khó chịu cho chúng ta. Màu sắc của nó cũng rất là đẹp, và thuật toán đem lại cái hình ảnh của nó rất là tự nhiên, ảnh có chiều sâu và tương phản tốt. Nhưng con này có một cái vấn đề là về cái sự khác biệt những cái ống kính ấy khi chúng ta chụp.
có những cái tấm chụp các bạn nhìn thấy khoảng cách như thế này, lúc đầu thì chụp cái tấm thì mặt đen thui, lúc sau thì chụp lại da mặt nó sẽ trắng và cũng như là sáng hơn. Nói chung là cái sự khác biệt về EV giữa các ống kính hay là các cái điều kiện khi chúng ta chụp vẫn thể hiện rõ ràng, không đem lại sự đồng nhất cho lắm. Thứ hai là con này khi chụp ngược sáng HDR, đây ví dụ phía sau cảnh background của nó trời sáng có nắng, lập tức cái mặt sẽ tối om luôn. So với những con khác mình đã chụp thì nó không hề bị mặt tối như kiểu là chiếc Mi 14 Ultra này. Đấy là một vấn đề cần phải cân nhắc. Tuy nhiên về cái phần mà ống kính xử lý của nó thì rất hay, nó tạo ra cái flare khi chúng ta chụp ở dưới nắng cực kỳ đẹp so với con iPhone 15 Pro Max của mình đã chụp trong trường hợp này. Và tất nhiên kể cả khi mà mình chụp trong điều kiện thiếu sáng của nó thể hiện quá là xuất sắc. Và Mi 14 Ultra là một trong những con đem lại cho mình rất nhiều cảm hứng khi mà chúng ta chụp ảnh. Đấy là còn nhiều cái khác mà mình còn chưa có thời gian trải nghiệm thêm. Về khả năng quay video thì rất là ngon, từ camera trước là quay được ở 4K, camera sau chúng ta cũng thế. Và mình có thể thấy rằng là từ khả năng chống rung, thu âm của nó đều tuyệt vời. Và tại sao mình lại nói rằng là con này nó đến cái ngưỡng rồi? Bởi vì thực sự đấy, các bạn so với Mi 13 Ultra thì con này cũng gần như không còn điều gì mà nói nữa. Vì tại sao? Cái thông số màn hình của nó cũng là xuất sắc. Chúng ta sẽ có vi xử lý cũng là mạnh mẽ nhất. Mọi người vẫn có khả năng sạc nhanh. Rồi cũng như là kể cả về cái thông số, cấu hình, mọi thứ đều là nằm trong top đầu của flagship. Thì những cái này mình cảm thấy là không cần phải review. Cái đấy mình sẽ có thể đưa vào trong một cái bài sau khi mình trải nghiệm sâu hơn cho các bạn. Nhưng có hai điểm cần lưu ý. Số 1, con này không có eSIM. Vâng, nhiều người không hề biết rằng là con này không có eSIM. Mặc dù Mi 14 thì có, nhưng Mi 14 Ultra thì lại không hỗ trợ eSIM. Đây là điểm đáng tiếc cho một con flagship mà kiểu anh em nào mà hay đi nước ngoài như mình thì sẽ cần cái điều đấy thôi. Còn ở Việt Nam có lẽ chúng ta không quá cần thiết, vì bản thân đã có hai khay SIM vật lý rồi. Cái thứ hai đó là con này của chúng ta thì là sẽ không cho thay đổi lenser mặc định, bắt buộc phải dùng lenser Xiaomi. Đổi sang lenser bên thứ ba thì nó sẽ mất đi cái khả năng là điều hướng bằng vuốt cảm ứng, mà bắt buộc phải sử dụng ba cái nút điều hướng bên trong màn hình. Đây là một cái điểm mà mình thấy từ xưa đến nay Xiaomi đều có một cái quy định như vậy. Cảm thấy khá khó chịu vì mình muốn đổi sang những lenser khác để mà trải nghiệm. Hôm đó là mình còn đang đi chụp ở bên Dubai, có một ông bảo vệ còn ra hỏi đây là cái máy ảnh à? Xong mình phải... Đấy, xong phải giải thích cho là no sir, this is a Xiaomi smartphone collab with Leica. It look like so camera can cool now. Yeah, it look like a camera but actually it's a smartphone. Thank you so much Marcus Rashford. Quạt. Rồi, và đây cho xem một cái món phụ kiện vui vẻ, đó là khi mà các bạn có bộ kit chụp hình này này. Như bạn bấm vào đây, nó sẽ cho phép chúng ta thay cái lens. Nhưng hóa ra cái lens này chỉ thay cho đẹp thôi. Cái phụ kiện là phải mua khác mà. À đấy thì là phải mua thêm. Còn trong cái bộ này nó chỉ lắp cho đẹp đúng thôi. Rồi, đúng rồi. Còn mình mà muốn lắp được ống kính là mình phải bỏ tiền lại mua thêm cái bộ khác nữa. Đấy. Tại vì nhiều anh em cứ tưởng là bộ này mua về là sẽ có ống kính thay luôn, nhưng hóa ra không phải đâu. Đây, các bạn muốn mua thêm cái bộ lắp thêm ống kính rồi các thứ thì anh em phải mua riêng. Và đây là cái ốp mặc định ở trong máy này. Rồi, còn đây là cái ốp mà các bạn của cái bộ kit chụp hình như thế này nhá. Rồi. Và mang 67. Bình thường ấy ở ngoài sáng ấy thì người ta sẽ phải khép khẩu vào. Nhưng mà con này nó sẽ làm tối đi thì anh có thể mở khẩu xóa phông được ở ngoài anh em ngoài sáng. Đúng. Cười. Tôi nghe điện thoại. Nghe điện thoại rồi. Alo. Của anh to lắm. Ông kính anh tuy không dài nhưng mà to cực kỳ đó anh. Đấy. Thì hôm sau sẽ có bài đánh giá một cách cụ thể và chi tiết hơn cho anh em rất là nhiều. Nhưng mà trải nghiệm nhanh của mình thì mình chỉ cần phải nói về mỗi camera. Đấy, để anh em nghĩ sao về chiếc điện thoại này, hãy comment ý kiến xuống bên dưới. Và hẹn anh em trong các video lần sau.